Chào Huế thân yêu, đây chính là trường Quốc học Huế. Hôm nay bước chân vào trường, cảm giác rất là lạ luôn. Không biết là có hấp thụ được tinh hoa nào của trường Quốc học không, nhưng mà công nhận là trường rất đẹp, rất rộng, cây xanh rất nhiều, rất mát và màu trường rất là xinh xắn luôn. Phải nói là ai mà được học ở trong trường Quốc học Huế này thì quá là tuyệt vời luôn cả nhà. Mà hôm nay đúng cái dịp mà đang chấm thi, cho nên là mình không được đi sâu vào trong để tham quan, mà chỉ được đứng ở phía ngoài để ghi hình thôi. Và bây giờ thì đố các bạn, mình đang đi đâu đây? Mình đang mua vé để vào lăng Vua Tự Đức đó cả nhà. Và do vì cái thời gian hạn hẹp nên mình không thể mà đi rất là nhiều lăng được. Tại vì mình sợ ra còn có lăng Minh Mạng cũng rất đẹp nữa. Nên đợt này chỉ có duyên đi lăng Tự Đức thôi. Hẹn một dịp nào khác mình lại tiếp tục đi vào lăng Vua Minh Mạng nhé. Và ok, let's go. Mình sẽ đi vào cái nơi không gian của vua ở và thử trải nghiệm cảm giác giống như là đang xuyên không về thời xa xưa, xem là nơi vua chúa ở, vua chúa ngự có cái gì hấp dẫn và đặc biệt không nhé. Ngày trước thì mình có đi Đại Nội Huế rồi, và nó cũng rất là rộng, nhưng thời điểm đó là cách đây cũng phải chục năm rồi, lúc mà mình đang mang bầu happy á, là cách đây 8 năm. Thì lúc đó Đại Nội Huế vẫn đang được sửa chữa nên cũng chưa có cái gì gọi là ấn tượng nhiều. Đợt này đi thì mình đã biết rồi, ở Huế mỗi góc ngách thì chỉ nên chụp áo dài, tại vì chụp áo dài là đẹp nhất, chụp áo dài là hợp với Huế nhất. Cho nên là cứ đi Huế thì là mình chuẩn bị cả một vali áo dài để được chụp hình mà thôi. Và đây là con đường đi tham quan. Con đường được bao quanh bởi cái hồ này, rất là đẹp luôn, mà mình không biết cái hồ này là hồ gì. Ơi, cái đây gọi là tự đi trải nghiệm nên mình không có hướng dẫn viên là như vậy. Và đây là đang ngồi chiêu chiêu bên cạnh bờ hồ, nghe bên kia hát đờn ca. Và ở đây là đàn cá bơi lội tung tăng. Mình thấy trên mấy cái hình trên mạng là có cả sen nữa, nhưng mà bây giờ thì không thấy bất kỳ một bóng dáng sen nào luôn. Nhưng mà chụp hình thì vẫn rất là đẹp. Đây là vua hoàng tử của mình. Đây là thái tử sắp lên ngôi vua. Xòe quạt, nắng điên đầu, nắng mà không thể nào mà mở mắt ra để chụp hình luôn á cả nhà. Trời ơi, nắng kinh khủng, nắng khủng khiếp. Cho nên là nếu như mà ai muốn đi tham quan lăng á thì nên đi thật là sớm, hoặc là chiều mát hãy đi. Còn mình đi vào đúng cái giờ mà 8 giờ mấy, 9 giờ, cho nên là trời ơi, nắng mà giống như là 10 ông trời muốn đập vô cái đầu á, hoa mắt chóng mặt luôn. Và bắt đầu đi tham quan thôi. Ở trong đây là cái khu bán những cái đồ mà lưu niệm theo kiểu hoàng cung. Thì mình nhìn thấy thì đó chỉ có những cái rường nhà rất là đẹp, chứ còn lại không gian thì cũng không nhiều, không nhiều đồ vật để mà trang trí hay là để xem. Và mình đi tham quan vào bên trong thì cái khu nơi này là có cho thuê đồ để mặc đóng làm vua hoặc là hoàng hậu, công chúa gì đó để chụp hình. Nhưng mình lấy vào đúng cái thời điểm trưa là mọi người đã nghỉ trưa rồi nên cũng không chụp hình được. Thì mình lại đành tự sướng vài tấm. Đây là cái bảng giá làm vua, làm hoàng hậu rồi cả nhà. Cũng từ 100 tới 200 ngàn thôi. Là các bạn đã được có thể hóa thân vào vai cùng với những bộ áo dài đẹp để có những con hình lung linh rồi. Rất tiếc là mình đã không thể nào mà tham gia được để trải nghiệm cảm giác thử mặc long bào, khoác lên mình đồ của vua xem ra sao. Và đi tới đây thì mình đã thấy rằng là cảnh Huế rất là đẹp, nên thôi chụp hình lên cũng rất là xinh luôn á cả nhà. Và nếu như muốn tham quan nơi vua ở thì hãy một lần đến Huế nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem clip này của Nga.